Cho lên tivi tí cho nó đẹp nào đấy. Tụt hết ra đi. Nào, tụt hết ra đi. Tụt hết ra chưa? Đấy. Đây, đưa các bạn đi thăm các bác thợ đang bắt mạch đấy. Và lại lên mạng đấy. Đây cô tụt ra đi, tụt nón, tụt váy áo ra đấy. Các bác phó cả đang bắt mạch đây. Thế này thì công việc thì nhàn nhưng mà hơi đau lưng, các bác ấy bảo thế. Vâng, công việc thì tương đối là nhàn, chỉ có quẹt ra quẹt vào thôi nhưng mà đau lưng lắm. Tình lắm nhỉ. Yeah. Cái này không nêm đúng như các bác. Lau xong mới nêm đúng không? Vâng. Vâng. Nêm nữa thì chỗ này phải thêm đến 20 công nữa thì mới lại. Đấy. Bóng loáng luôn. Cái này là à. 80.000 một mét vuông. Rất là rẻ và đẹp. Đấy. Đấy. Đây, cô này là thợ phụ nhưng cũng là thợ chính luôn, tại vì có mình cô ấy thôi. Vâng. Tên dưới chân nha, Đỗ Thị Ương Sắn. Đỗ Thị Ương Sắn. Gạch thì rất đẹp nhưng phải nói là tay nghề của bác thợ này lát tương đối là đẹp. Tay nghề cao. Mạch là cứ thẳng như răng dây. À, gạch này là theo bác phó cả là gạch nung bằng đất chứ không phải là. Mà đấy. Nếu mà cái sân này mà phơi thóc thì hết ý đấy. Quét cực kỳ nhanh luôn. Và nhanh lắm. Yeah. Và thóc này bàn trang là không bị mòn đâu. À, lấy tâm ở giữa cho ra hai bên này bác. Đúng là thẳng như răng dây nhưng mà có răng dây thật. À. Đau lưng đấy. Yeah. Này có vẻ ít xi đâu mà bác. Hả? Nhiều xi à? Đấy. Tối về các bác gõ kênh Huấn Vina các bác nhá. Lên YouTube các bác cứ gõ Huấn Vina là ra luôn. À. Vâng vâng. Bác cứ gõ Huấn Vina là ra. Vâng. Huấn Vina. Vâng. Quay bên kia xong chưa? Bên kia quay xong rồi bác. Vâng. Dạ.